Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi thử BC5 với nhân vật Rune Grocer, là một nhân vật mới xuất hiện ở trong season 16. Thì với cách build của ngày hôm nay của mình như sau: mình sẽ build nhân vật Rune Grocer của mình với tên là 462, Agi sẽ là 813 và NE là 472. Thực chất ban đầu mình muốn build strength 462, sức mạnh 462 chỉ để mang được vũ khí 1100. Nhưng mà sau này mình muốn giữ level em đó để đi BC5 nên mình không muốn up level lên nữa. Nên bây giờ hiện tại strength của mình khá là thừa, và mình tăng AG lên khá cao để vừa có thể được KS cộng cũng như là có được một lượng đẹp để vừa có thể được đi BC vừa có thể săn bot. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ đi cùng với em nó đi BC5, và nếu như có dịp mình sẽ cùng em nó đi săn thử các bot để thử xem sức mạnh của em nó có thể trụ được bot hay không, và cũng như lượng đam gây ra có đủ để cứu bot nhanh hay không hay là quá yếu. Và đồ mình mang bây giờ chỉ là một set Ahara cộng 11 level 800, một cặp vũ khí XBA Speak, một cặp ring cùi, ring cực kỳ cùi luôn, một cây Winston quần que cộng 13. Bạn này muốn PT với mình, ok thôi. Và một cái đại quỷ. Penta của mình thì không hề có putrid nha nhé, sử dụng bleeding. Và mình sẽ sử dụng là con phượng hoàng này để thay cho con sói để có được lượng đam ok hơn. Bây giờ mình sẽ cùng với em nó đi thôi, để xem mình và nhân vật này xem ai là người kêu cầu. Nhưng mà mình nghĩ vẫn là mình mà thôi. Ngoài ra mình sẽ ưu tiên mình sử dụng thêm book là Super Blast để tăng thêm được speed cũng như là lượng đam. Rồi, mình đi hơi chậm rồi. Go. Đây. Sẽ ăn thôi. Và sử dụng thêm book. Lượng đam của mình là 97, khá là thấp. Mình vẫn ăn được cọc. Tiếp nào, mình chấp bạn để cọc trước luôn. Rồi, chấp ép bạn cọc trước. 75 mắc kêu, 95 mắc. Bạn cọc khá là nhanh, không để nổi nào. Và cọc vẫn là mình của mình mà thôi. Bây giờ chúng ta cũng đi về trả quét nào. Ôm bên tắt cáo tu. Let's go. Khi anh em đi lưu ý với nhân vật Rune Grocer mà đi BC để KS thì anh em nên để ý vào khu plasma, chỉ là skill này. Nó sẽ gây đam cho cổng cũng như là tường khá là nhiều, và lượng đam gây ra cực kỳ dày nha anh em. Mình có thể bắn một cục thử anh em xem này. Đây là rất nhiều đam. Ok, mình sẽ phải trả cộng để cho bạn này trả. Ok, và mình nhận được là gì? Một crystal box và một seed. Và đây là bảng master của mình, cũng như là master cộng. Mình sẽ build vào 10 điểm plasma và dồn các điểm còn lại vào blue team.